Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm con tàu đã lần lượt được hạ thủy, lướt sóng ra khơi, thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Cũng đã có hàng trăm chiếc tàu được ví như những kình ngư sau những chuyến ra khơi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, đã trở về với nhà máy X-55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân để được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hoặc sửa chữa, hiện đại hóa, chuẩn bị cho một chuyến vượt đại dương thắng lợi. Với những giải pháp mang tính đột phá trong công tác làm chủ công nghệ, làm chủ khoa học tiên tiến hiện đại, nhà máy X-55 đã từng bước khẳng định năng lực, trí tuệ của những người lính hải quân trên con đường chinh phục các gam tàu hiện đại, tiến sâu vào đại dương vì sự bình yên của biển đảo, góp phần phát triển vùng kinh tế đầy tiềm năng này. Sau gần 18 tháng thi công, chiếc tàu vận tải đa năng được đóng mới theo công nghệ hiện đại, thi công theo quy chuẩn quốc gia về đóng tàu vỏ thép với tải trọng 150 tấn đã được nhà máy X-55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân bàn giao cho đơn vị. Để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tính năng kỹ chiến thuật theo thiết kế, nhà máy X-55 đã phối hợp với các phòng ban triển khai nhiệm vụ chặt chẽ, thống nhất. Đội ngũ cán bộ kỹ sư tại nhà máy đã nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp thi công tối ưu, bảo đảm chất lượng tốt nhất của tàu. Việc hoàn thành đóng mới và bàn giao tàu vận tải đa năng với công nghệ hiện đại và phức tạp đã khẳng định năng lực đóng mới tàu quân sự của nhà máy X-55. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp cận với các công nghệ mới, tiếp tục tạo ra những gam tàu hiện đại, phục vụ nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân nói riêng và các lực lượng vũ trang trên địa bàn nói chung. Đối với mỗi dạng tàu ấy, thì nó sẽ có một cái khó khăn riêng, có một cái hệ thống thức phức tạp riêng. Thì cái khó ở đây là khi mà ra một dạng tàu mới ấy, thì chúng tôi phải nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, nghiên cứu cả cái nguyên lý hoạt động của các từng trang thiết bị một để đưa ra một cái công nghệ làm sao cho nó phù hợp nhất với từng sản phẩm, để làm sao tạo ra một sản phẩm chất lượng nhất và đạt được yêu cầu kỹ thuật cao nhất. Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đóng mới, sửa chữa định kỳ các tàu chiến đấu, tàu tuần tra, tàu bổ trợ và phương tiện nổi hải quân, bảo đảm kỹ thuật theo đơn đặt hàng của các chuyên ngành. Trong tiến trình xây dựng và phát triển, nhà máy X-55 luôn xác định sản xuất quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, tập trung các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Với việc triển khai hiệu quả dự án, tăng cường năng lực sửa chữa tàu quân sự, hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của nhà máy đều được đầu tư xây dựng mới. Mặt bằng công nghệ với các phân xưởng và các cầu cảng neo đậu được bố trí liên hoàn hợp lý. Kể từ khi sàn nâng hiện đại, công suất lớn cùng với hệ thống tời để di chuyển tàu từ các nhà xưởng ra triền ngang, triền dọc được đưa vào khai thác đã bảo đảm cho các tàu cơ động vào cầu cảng đơn vị dễ dàng, giúp công tác sửa chữa thuận lợi và an toàn. Như vị trí mà tôi đang đứng ở trên đây là mặt sàn nâng của 1.600 tấn. Khi mà được đầu tư hệ thống sàn nâng này đưa vào sử dụng thì đã giải quyết rất nhiều vấn đề của nhà máy. Thứ nhất là giải quyết cái năng suất khi mà nâng hạ tàu với lên xuống tàu thì đảm bảo độ tin cậy, an toàn và mức độ sử dụng thường xuyên. Thế có thể một ngày chúng ta có thể lên xuống được 5 đến 6 đầu tàu. Trong thời gian nâng hạ tàu thì chúng ta chỉ mất khoảng tầm 1 tiếng. Thay vì trước đây đối với các hệ thống khác như là đốc nổi, tiền kéo thì thời gian mà chuẩn bị để lên xuống một con tàu nó có thể mất đến 1 ngày. Hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực làm chủ công nghệ sửa chữa, đóng mới nhiều gam tàu quân sự, tàu kinh tế. Những năm qua, nhà máy X-55 đã đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, nâng cấp chiền đà, nhà xưởng. Cùng với đó là đầu tư nhiều loại trang thiết bị hiện đại như máy cắt plasma tự động,
các loại máy hàn, máy ép thủy lực có công suất và tiêu hao năng lượng lớn. Với sự đầu tư theo chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm, hầu hết các dây chuyền sửa chữa chính tại nhà máy đều được trang bị công nghệ theo hướng cơ khí hóa, tự động hóa, tăng độ chính xác nhằm từng bước hạn chế lao động thủ công, giảm sự tiếp xúc của người lao động với các yếu tố nguy hiểm, độc hại. Bên cạnh đó, để bảo đảm cho sửa chữa các lớp tàu mới với trang thiết bị hiện đại, nhà máy chú trọng nghiên cứu biên soạn, biên dịch tài liệu công nghệ, xây dựng quy trình công nghệ, phiếu công nghệ và áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Đây là máy chi plasma. Nếu so với trước kia, anh em công nhân trực tiếp sản xuất lắp ráp thì nó hạ liệu bằng tay, thì cái phần năng suất lao động rất là thấp và hiệu nó độ chính xác rất không là cao. Nhưng mà trong cái máy CNC plasma này, quá trình mà đưa vào các chi tiết cắt đa dạng trên con tàu thì rất là chính xác, có thể cắt được vật liệu là nhôm, hợp kim nhôm và thép tấm dày tối đa là khoảng 35 ly. Với yêu cầu về độ chính xác gần như tuyệt đối, đòi hỏi mỗi người thợ tại X55 không chỉ nắm vững chuyên môn, đồng thời phải cẩn trọng, tuân thủ đúng quy trình công nghệ. Động cơ được xem là trái tim của con tàu, được cấu thành gần 5.000 chi tiết lớn nhỏ. Và với những người thợ tại phân xưởng động lực, phải thuộc hết từng chi tiết và vị trí của nó để khi tháo ra, kiểm tra, xác định hỏng hóc, sửa chữa thay thế, rồi lắp lại theo thiết kế. Để bảo đảm các khối cụm của động cơ sau khi sửa chữa đã hoạt động ổn định, bền vững hay chưa, mới đây, nhà máy X55 cũng đã đầu tư thêm nhiều các trang thiết bị kiểm thử, máy đo, cân chỉnh, kiểm tra hiệu suất động cơ trước khi đưa xuống tàu lắp ráp. Đối với máy cân chỉnh bơm áp thì chúng ta có thể cân chỉnh bơm áp dạng cụm từ 6 tới 12 xi lanh. Thì khi mà mỗi một cái dạng bơm thì máy đều có tích hợp những cái phần mềm khác nhau để cân chỉnh các loại bơm khác nhau. Khi mà được cân chỉnh thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong ngành máy tàu, bởi vì nó quyết định cái công suất của động cơ và quyết định cái khả năng làm việc là tốt hay là không đảm bảo. Không chỉ chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhà máy X55 đã và đang từng bước triển khai số hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng là hệ thống mạng nội bộ kết nối các phòng, ban, xí nghiệp. Đây là cơ sở để thúc đẩy quá trình số hóa trong công tác quản lý, vận hành, đạt hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kỹ sư nhà máy tập trung làm chủ công nghệ mới trong thiết kế, thi công trên các phần mềm mới như 3D Inventor, Ship Constructor, cắt tính tổng đoạn, góp phần nâng cao độ chính xác của các chi tiết trên tàu, giảm bớt nhân công lao động trực tiếp, giảm thời gian thi công các tổng đoạn, tiết kiệm được vật tư trong quá trình thi công. Thứ nhất về công tác quản lý nhà máy thì chúng tôi đã quản lý bằng cái hệ thống là giám sát để thực hiện, để người quản lý của công ty, của nhà máy là biết được là các vị trí là người lao động đang làm cái gì. Thứ hai nữa là đối với trong cái công tác thiết kế thì hiện nay chúng tôi đang tích cực ứng dụng các công nghệ, nhất là cái là công nghệ mà trong thiết kế rồi trong triển khai thi công, đóng mới và sửa chữa tàu. Thì tất cả các phần mềm mà hiện có về trong công tác đóng tàu là chúng tôi đã làm chủ, và tất cả các cái tàu đóng mới thì chúng tôi đã triển khai ở trên các cái phần mềm thiết kế công nghệ, thiết kế thi công, và chúng tôi đã hoàn toàn xuất trên bản vẽ 3D. Chúng tôi đã chuyển nguyên cái file dữ liệu đấy nhập vào khai cắt của các hệ thống máy CNC, thì từ đó là máy tự động là thực hiện là cắt theo yêu cầu của chúng tôi đã thiết kế. Tập trung đột phá vào khoa học, công nghệ kết hợp với xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động có trình độ cao là hai yếu tố cốt lõi tạo nền tảng vững chắc để X55 vững vàng phát triển và hội nhập với nền công nghệ đóng tàu trong bối cảnh mới. Thước đo trình độ, năng lực, đội ngũ cán bộ, công nhân được tính bằng việc thực hiện thành công những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng điểm của đơn vị. Chính vì vậy, đơn vị đã lựa chọn cử nhiều cán bộ tham gia các khóa học chuyên ngành, tổ chức huấn luyện đào tạo lại cán bộ, nhân viên, huấn luyện thông qua chuyển giao công nghệ, đưa cán bộ nhân viên đến tận tàu hải quân thế hệ mới để nghiên cứu huấn luyện bổ sung. Với những lớp tàu hiện đại, khi đưa vào nhà máy bảo dưỡng, sửa chữa, đội ngũ cán bộ, công nhân đều phải chủ động nghiên cứu về tài liệu thiết kế, kỹ thuật tàu và trang bị vũ khí có trên tàu,
Từ đấy giúp cho quá trình chẩn đoán, điều trị cho mỗi con tàu được nhanh chóng, đảm bảo chất lượng cao nhất. Mỗi một trang bị thì nó có hư hỏng khác nhau. Vì vậy trong quá trình tàu vào sửa chữa thì chúng tôi phải làm công tác khảo sát, nắm bắt tình trạng trang bị thật kỹ càng để phán đoán hư hỏng cái bệnh gì để đưa ra cái phương án sửa chữa tốt nhất. Bản thân chúng tôi là cũng phải nắm bắt tất cả các kiến thức từ vũ khí trang bị thô sơ đến vũ khí trang bị hiện đại. Cái việc khảo sát để nắm bắt hư hỏng của trang bị vũ khí khí tài của trên tàu thì nó rất là khó khăn, tốn rất nhiều thời gian mới là chính xác được là nó hư hỏng ở đâu. Có một số trang bị có thể kiểm tra trực tiếp ở đấy phát hiện ra sai sót, nhưng có rất nhiều cái trang bị liên quan đến dẫn động điều khiển thì là bắt buộc phải đưa về đến phân xưởng để có trang thiết bị kiểm tra đo lường mới phát hiện ra hư hỏng chính xác. Một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác sửa chữa là tàu, thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật của các đơn vị trong quân chủng đã qua nhiều năm sử dụng, sửa chữa nhiều lần nên khả năng đồng bộ kém, nguồn vật tư đặc chủng, vật tư thay thế của một số lớp tàu thế hệ cũ khan hiếm hoặc không còn sản xuất trên thị trường. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho đội ngũ cán bộ kỹ sư trong toàn đơn vị. Đặc biệt, đối với hệ thống vũ khí, khí tài được lắp đặt trên các tàu quân sự, dễ bị hư hỏng do chịu tác động của thời tiết, muối biển, đòi hỏi mỗi người thợ không chỉ chuyên môn còn tích lũy kinh nghiệm để tìm cách sửa chữa, thay thế các linh kiện, vật tư đã xuống cấp. Trong các cái linh kiện mà để sửa chữa vũ khí tài có rất là nhiều cái máy móc và hiện đại và nó có rất nhiều cái hỏng hóc, nó khó. Và chúng tôi phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mới gọi là tìm ra được cái bệnh của nó. Chúng tôi phải tìm cách là phải nhiệt đới hóa mấy cái thiết bị, trang thiết bị để mà khắc phục, sửa chữa nó. Nhiều khi nhiều thiết bị là nó bị ăn mòn bởi nước biển và nó hay bị oxy hóa nhiều. Thì chúng tôi phải tháo rã ra và chúng tôi vệ sinh. Rồi chúng tôi phải tìm những cái phương linh kiện khác gọi là phù hợp thay thế để khắc phục những cái hỏng hóc đó. Trước yêu cầu và những thử thách mới, cùng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư toàn nhà máy, năng lực sửa chữa, đóng các gam tàu mới của X-55 đã tạo sự bứt phá mới. Đặc biệt, với thành công trong đóng mới tàu vỏ hợp kim nhôm mới đây, đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ của đơn vị. Với ưu thế có trọng lượng riêng nhẹ, cơ tính tốt, hợp kim nhôm là một trong những vật liệu đang được ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong việc chế tạo các sản phẩm tàu thủy có yêu cầu tốc độ cao. Việc tiếp cận công nghệ thi công đóng mới tàu bằng vỏ hợp kim nhôm đã được nhà máy X-55 chủ động triển khai. Trước hết là đội ngũ kỹ sư và những người thợ hàn đã được giao nhiệm vụ tiếp cận, nghiên cứu về công nghệ đóng tàu vỏ hợp kim nhôm. Trong cái thời gian vừa qua thì nhà máy cũng đã chú trọng đa dạng hóa các cái sản phẩm. Chúng tôi cũng có đầu tư một số các cái công nghệ cũng như là cái công tác huấn luyện để thực hiện đa dạng hóa các cái sản phẩm. Thì cái sản phẩm đối với hợp kim nhôm thì về cái công nghệ đối với hợp kim nhôm thì về cái quá trình thi công thì nó khó hơn, nhưng mà nó được lợi thế ở cái là về cái vật liệu nó nhẹ hơn, cho nên nó bảo đảm được về cái sức trở cũng như là bảo đảm được về cái tốc độ trong cái quá trình hoạt động của các cái thiết bị. Đối với phần thi công vỏ tàu thì có một số vị trí là khó, như phần phía đuôi, phía mũi thi công lắp ráp là hẹp, khó lắp ráp, khó căn chỉnh. Rồi là một số vị trí là anh em không thể nào mà làm ở dưới được mà phải là leo cao và hàn trần ở trong khu vực đó. Nếu như mà sai á thì là những cái nó rất khó sửa, không phải như là bên chỗ thép là chúng ta có thể là thả công đánh sửa được, mà nhôm là chúng ta chỉ có thể là nguội thôi, đánh nguội thôi. Khi đề xuất ra phương án thi công á, là chúng tôi đã ra phương án là cẩu lật và đấu ráp tổng đoạn là bằng các giá khung thép bao quanh vỏ tàu để cho đảm bảo là trong quá trình di chuyển và cẩu lật thì là không bị giảm biến dạng và tránh va chạm để là không bị ảnh hưởng nhiều đến là quá trình đấu ráp. Với đặc thù thi công con tàu có tuyến hình, kết cấu phức tạp, yêu cầu cao về chất lượng thẩm mỹ công nghiệp, nhà máy X-55 đã lựa chọn đội ngũ thợ hàn hợp kim nhôm có tay nghề cao. Cùng với đó, đội ngũ kỹ sư đã nghiên cứu lựa chọn phương án đóng mới phù hợp là phân tổng đoạn và đấu ráp tổng thành.
Đây được xem là phương án thi công tối ưu nhất, phù hợp với mặt bằng nhà xưởng, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhân công. Một vấn đề phát sinh trong phương án thi công trên là việc đấu giáp các phân đoạn, tổng đoạn rất dễ xảy ra sai lệch, biến dạng vì hợp kim nhôm mềm, có độ biến dạng cao hơn vỏ thép và không thể sửa chữa được. Để giải quyết vấn đề này, nhà máy đang nghiên cứu và thống nhất giải quyết bằng cách làm khung thép bao quanh phân đoạn, tổng đoạn của tàu để cầu lật và đấu giáp lại, vừa tránh va đập, an toàn, vừa bảo đảm độ chính xác cao. Nhà máy chúng tôi đã thi công nhiều tàu vỏ thép, nhưng đây là thi công vỏ nhôm thì cái khó đầu tiên là tuyến hình phức tạp, khó khăn. Thứ hai là về việc là gia công lốc uốn và gia công các tấm tôn vỏ thì là nó khác hoàn toàn so với là gia công vỏ thép. Rồi thứ hai là về bên cái phần hàn nữa thì chúng tôi phải là đầu tư máy hàn, đào tạo đại thợ hàn nhôm. Sau khi là nhận bản vẽ thiết kế kỹ thuật thì chúng tôi sẽ tính toán và phân chia thành các tổng đoạn và dùng phương pháp là đấu đắp tổng thành và đóng úp. Thì ở đây là chúng tôi là chia thành là thân chính, chia thành hai là tổng đoạn lớn là đuôi và mũi và đóng úp. Thì phương án này thì nó được cái là giảm chi phí nhân công và chi phí sản xuất để đẩy nhanh tiến độ thi công và dễ căn chỉnh và lắp ráp cho thợ. Đối với phân xưởng vỏ tàu ấy, thì hai cái công nghệ mà quan trọng nhất đó là công nghệ gò uốn và công nghệ hàn. Công nghệ đó thì thứ nhất là tôn vỏ, thân vỏ, gia công các cái phần, các cái tấm tôn cong 3D. Chính vì vậy nên là chúng tôi thường xuyên phải đào tạo, nâng cao tay nghề thợ, nhất là thợ hàn. Và các thợ hàn của chúng tôi là đều được cấp các chứng chỉ của Lloyd và tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn đóng tàu. Quá trình thử nghiệm cho thấy kết cấu của tàu vững chắc, các tính năng tàu hoạt động tốt, tàu chạy ổn định, khả năng quay trở linh hoạt, tin cậy. Khi đưa vào sử dụng đều được các đơn vị đánh giá cao. Nhờ chiến lược phát triển đúng đắn và những giải pháp cụ thể, X55 đã tạo ra sức bứt phá về năng lực đóng mới và sửa chữa tàu, từng bước vươn lên làm chủ công nghệ, đóng mới và sửa chữa thành công nhiều loại tàu quân sự hiện đại, có yêu cầu kỹ thuật cao, hoạt động dài ngày trên biển. Bên cạnh đó, nhà máy X55 đẩy mạnh nâng cao chất lượng sửa chữa đóng mới các con tàu cho doanh nghiệp, tàu cá của bà con miền Tây, góp phần giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Riêng mà sửa chữa cái tàu cá cho ngư dân thì là về chất lượng thì bà con rất yên tâm. Đó là một phần mà chúng tôi góp phần để là cho bà con yên tâm bám biển và thực hiện cái nhiệm vụ là cùng nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua khảo sát chúng tôi thấy là hỏng chủ yếu hỏng phần vỏ, phần máy là nhiều. Vỏ thì nó reset mà nó mục. Thế thì chúng tôi cũng biết là đấy là một cái những cái nội dung cần phải ưu tiên. Nên chúng tôi tập trung vào cái phần vỏ đảm bảo cứng vững rồi đảm bảo là chắc chắn để là bà con ngư dân hoạt động trên biển là được yên tâm. Còn về phần máy thì chúng tôi cũng là trên cái tinh thần là chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con để là sửa chữa những cái gì mà cũng tốt nhất có thể. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ kỹ sư của nhà máy. Trước sức ép của đổi mới, những người lính làm công tác kỹ thuật, nhất là kỹ thuật tàu thuyền, đòi hỏi không chỉ có trình độ cao mà cần thêm sự chủ động, sáng tạo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của nhà máy. Theo đó, những năm gần đây, đơn vị đã lựa chọn cử cán bộ tham gia các khóa học chuyên ngành. Khi trở về nhà máy phát huy tốt sở trường, năng lực, nhà máy tổ chức huấn luyện, đào tạo lại cho cán bộ nhân viên, huấn luyện thông qua chuyển giao công nghệ, đưa cán bộ nhân viên đến tận tàu hải quân thế hệ mới để nghiên cứu huấn luyện bổ sung. Trong những năm gần đây, chúng tôi được đầu tư về mặt bằng nhà xưởng, rồi các cái trang thiết bị công nghệ và kể cả con người. Thì các cái trang bị công nghệ là được đầu tư thêm, đặc biệt là các cái loại máy hàn, rồi tự động, rồi máy cắt tự động. Như thế là chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ công nghệ trong đóng tàu. Thì về mặt con người thì ngoài cái vấn đề cán bộ công nhân, chúng tôi là từ đào tạo, huấn luyện đào tạo, thì cùng nhà máy đã tổ chức là mời các chuyên gia về huấn luyện thêm cho lực lượng cán bộ công nhân kỹ thuật. Cho nên là các đồng chí là đã được tích lũy kinh nghiệm, đồng thời có các phần được chuyên gia hướng dẫn thêm. Thì hiện nay tôi là đủ năng lực để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà yêu cầu quân chủng giao.
Với việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cùng với quá trình phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự sáng tạo của các kỹ sư trẻ. Hàng năm, xuất phát từ yêu cầu sản xuất, nhà máy X55 luôn có từ 20 đến 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí sản xuất, làm lợi cho nhà máy hàng tỷ đồng. Kể từ khi thiết bị dây dẫn hướng ra vào tàu cho sàn nâng 1.600 tấn được đưa vào sử dụng, đã góp phần bảo đảm an toàn cho công tác nâng hạ tàu an toàn, tiết kiệm thời gian, nhân công và thiết bị khi nâng hạ tàu. Trong cái thiết kế kỹ thuật ban đầu ấy, thì sàn nâng không có cái hệ thống dẫn hướng, định hướng tàu lúc mà ra vào tàu để đưa tàu lên ta. Để đảm bảo tàu được ổn định và cân bằng ấy, thì nó rất khó, tại vì dao động nước và nước và sóng liên tục, thì nếu mình không có cái hệ thống dẫn hướng và cố định ấy, thì lúc ra vào tàu rất khó khăn và sẽ gây ra nguy hiểm va đập tàu vào sàn nâng. Với cái yêu cầu đó thì để đảm bảo làm sao cho hệ thống hoạt động một cách tin cậy, hiệu quả và an toàn nhất và năng suất nhất, thì chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế một cái hệ thống ray dẫn hướng. Làm cái mục đích của hệ thống này là để định hướng tàu và kéo tàu vào sàn nâng một cách là an toàn và hiệu quả nhất. Toàn bộ phần nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được nhóm nghiên cứu hoàn toàn làm chủ và thực hiện bằng nội lực của đơn vị trên cơ sở hệ thống các trang thiết bị gia công cơ khí hiện đại được đầu tư tại nhà máy. Quá trình hạ thủy tàu là quá trình phức tạp, có thể xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm như tàu dừng trên chiền, hư hại thân tàu, trục chân vịt. Do vậy, nhóm đề tài đã phải nghiên cứu và tính toán các thông số tỉ mỉ như kích thước tàu, góc nghiêng, thủy triều, từ đó xây dựng các chi tiết của hệ thống dây dẫn hướng, cũng như lựa chọn vật liệu phù hợp nhằm tạo sự ổn định của tàu khi di chuyển. Bên cạnh hệ thống đường dây được làm từ thép ống và thép tấm, nhóm tác giả đã nghiên cứu và chế tạo 4 cụm rùa dẫn hướng được nối với nhau thông qua một thanh rằng, bảo đảm kéo tàu từ sông vào khu vực sàn nâng một cách nhẹ nhàng, chắc chắn. Từ việc tính toán thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng cho tới khi đưa ra xưởng chế tạo, sản xuất, nhóm nghiên cứu đã trải qua nhiều bước chỉnh sửa, thay đổi nhằm đảm bảo được những yêu cầu đề ra. Về mặt gia công cơ khí, các chi tiết của thiết bị đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính đồng bộ, độ bền, độ chịu lực của thiết bị. Đề tài này thì cái khó khăn nhất ấy, là cái tính bền và tính khả năng chịu lực của các hệ thống cột đỡ và hệ thống dây dẫn. Thì đối với cái bài toán này thì chúng tôi cũng đã tính toán sơ bộ trên cả cái phần mềm 3D và cả cái phần mềm thiết kế kỹ thuật để đồng nhất giữa lý thuyết và thực tế để làm sao đảm bảo được hệ thống hoạt động tin cậy và ổn định nhất. Hệ thống con lăn sẽ trượt toàn bộ trên đường ray dài hơn 66 mét thì nó đảm bảo về toàn bộ ray phải là một đường thẳng và cả cái vết hàn của mình ấy, thì sau khi mình hàn xong mình phải đảm bảo được các yêu cầu. Thứ nhất về tính kết nối và thứ hai nữa là độ cứng vững, thứ ba nữa là độ đồng tâm đồng phẳng giữa các cái ray dẫn hướng. Sau khi thử nghiệm thành công, thiết bị đã được đưa vào sử dụng và cho thấy tính năng hoạt động ổn định, độ tin cậy cao của thiết bị. Đặc biệt, một trong những ưu điểm nổi bật của thiết bị đã góp phần nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn cho người lao động khi nâng hạ tàu vào khu vực sửa chữa. Như chúng ta có thể thấy thì ở hai đầu của ray dẫn hướng thì có các cái tống khống chế hành trình bằng cơ. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là chúng tôi sẽ lắp thêm các cảm biến hành trình bằng điện. Thì khi mà tời hoạt động và các cái hệ thống ray dẫn hướng chạm đến cái cảm biến hành trình đấy thì sẽ ngắt hoạt động của tời và đảm bảo an toàn cho hệ thống hơn. Tất cả những cái con tàu, dù là quốc phòng an ninh hay là tàu phục vụ cho phát triển kinh tế, được xuất xưởng từ nhà máy X55 đều là sự kết tinh trí tuệ, công sức của cán bộ công nhân nhà máy X55. Và đó cũng chính là cái kết quả chúng tôi quán triệt và thực hiện các cái nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và cái nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Để khai thác tiềm năng kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, thì ngành công nghiệp đóng tàu nói chung và đóng tàu quân sự nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng. Với những kinh nghiệm sửa chữa đóng mới, cải hoán tàu xuồng đã tích lũy được qua nhiều năm, cùng với không ngừng đầu tư, mở rộng sản xuất, tiếp thu công nghệ tiên tiến, nhà máy X55 đã và đang khẳng định được uy tín, năng lực của nhà máy với các đối tác trong và ngoài quân đội. Từ cảng, đơn vị đã có hàng trăm con tàu để lần lượt hạ thủy lướt sóng ra khơi, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên biển. Và cũng từ đây đã có hàng trăm lượt tàu cá của bà con sau khi được kiểm tra, sửa chữa, đã vững vàng tham gia phát triển kinh tế biển. Thành công ấy đã góp phần khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của nhà máy X55, đồng thời là nền tảng để đơn vị tiếp tục hoàn thành các dự án, nhiệm vụ tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân chủng hải quân tiến thẳng lên hiện đại trong thời gian tới. Chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.